tùm lum tàu lửa. Đừng lúc nắng rồi mưa, đừng quan tâm thì bi đôi khi ta biết gì mà. Từng tư tưởng độc lập là sống tự do, yêu làm gì để nhiều suy nghĩ khi bản thân mình là phải tự lo. Sống ở đời mà quá thanh thường chắc có lẽ không ai dùm ngó. Nếu muốn có bạn đời trung thành thì cần học cách nuôi một con chó. Khi có tiền đi đây đi đó, đi để thấy trái đất này to, đi để thấy rằng mình bé nhỏ dù cả tỷ người vẫn hết phiền lo. Đạo lý để học làm người chứ không phải là phán xét người ta. Có những điều mà mình chưa biết nếu không tiếp xúc một vài người lạ. Bạn à, tôi à, không chơi được thì bỏ xì bo. Không chơi được mà đi nói xấu, chắc bởi vậy bạn không bằng tôi. Nói như vậy có nhiều đứa nhột, nhột thì nhột mình nhây thì nhây. Người thực tế là người sống thật, một là một mà hai là hai. Vô này, đời này vui à nghe.